Hãy đến với một bài toán vào lớp 10 chuyên toán của thành phố Hà Nội năm 2018-2019. Với x, y, z là các số thực dương thay đổi và thỏa mãn. 1 phần x cộng 1 phần y cộng 1 phần z bằng 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức. P bằng 1 trên căn bậc 2 của 2x bình cộng y bình cộng 3 cộng 1 trên căn bậc 2 của 2y bình cộng z bình cộng 3 cộng 1 trên căn của 2z bình cộng x bình cộng 3. Mấy bài kiểu bất đẳng thức như này luôn làm chúng ta hao mòn đi nhiều nhỉ. Các bạn hãy thử và chia sẻ những lời giải hay ở phía dưới nhé. Và AD sẽ chia sẻ lời giải của mình ngay sau đây. Hãy xem từng số hạng trong biểu thức P. Ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của chúng. Hãy áp dụng bất đẳng thức Bunyakovsky với biểu thức như thế này. Là 2x bình cộng y bình cộng 3 chính là mẫu số ở đây. Nhân 2 cộng 1 cộng 3. Điều này sẽ lớn hơn bằng 2x cộng y cộng 3 tất cả bình phương. Căn cả hai vế và ta sẽ có được. Căn của 6 nhân với căn của 2x bình cộng y bình cộng 3 sẽ lớn hơn bằng 2x cộng y cộng 3. Và cả biểu thức này sẽ lớn hơn 0. Nên ta sẽ suy ra được 1 phần căn 6 nhân căn của 2x bình cộng y bình cộng 3 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2x bình cộng y cộng 3. Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu, ta sẽ có được điều này. 4 trên 2x cộng y cộng 3. Phần mẫu này chính là mẫu của biểu thức ở trên. Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2x cộng y cộng 1 phần 3. Mà 2x cộng y này ta có thể phân tích lại thành x cộng y. Nên tiếp tục ta sẽ có 9 phần x cộng y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần x cộng 1 phần x cộng 1 phần y. Nên suy ra được 1 phần 2x cộng y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 phần 9 nhân với 1 phần x cộng 1 phần 9 nhân với 1 phần y. Nên ta suy ra được 4 phần 2x cộng y cộng 3 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2 phần 9 nhân 1 phần x cộng 1 phần 9 nhân 1 phần y cộng 1 phần 3. Và ta suy ra được biểu thức ở trên này. Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 4 nhân với 2 phần 9 nhân 1 phần x cộng 1 phần 9 nhân 1 phần y cộng 1 phần 3. Chứng minh tương tự ta cũng được những bất đẳng thức như thế này. Từ đó ta có thể suy ra được căn 6 phần 6 nhân P sẽ bằng biểu thức này. Và thay thế các biểu thức ta vừa chứng minh ở trên vào, ta sẽ có căn 6 phần 6 nhân P sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Và điều này tương đương với căn 6 phần 6 nhân P sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 4 nhân với 1 phần 3 nhân 1 phần x cộng 1 phần 3 nhân 1 phần y cộng 1 phần 3 nhân 1 phần z cộng 1 và bằng 1 phần 4 nhân 1 cộng 1 và bằng 1 phần 2. Từ đây ta có thể suy ra được P sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3 phần căn 6. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng y bằng z và bằng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.